kính chào quý cụ, quý ông bà và quý anh chị em thân mến trong chúc Kitô Phục Sinh, như đã thông báo ở những tuần trước, mùa hè này tu đoàn tông đồ giáo sĩ nhà chúa miền hoài ngoại sẽ tổ chức tuần tìm hiểu ơn gọi cho các bạn trẻ công giáo nam tuổi từ 16 đến 30 đến để sống với chúng tôi một tuần để cùng nhau tìm hiểu thánh y chúa, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện đức tin, những câu chuyện ơn gọi và cùng nhau trải nghiệm đời sống tu trì. À, tạ ơn Chúa và cảm ơn sự giúp đỡ của quý cụ, quý ông bà, anh chị em. À, trong thời gian ngắn chúng tôi đã nhận được nhiều đơn ghi danh của các bạn trẻ và vì số đơn rất nhiều cho nên chúng tôi không thể tổ chức chỉ một tuần mà bây giờ chúng tôi quyết định phải tổ chức hai tuần để có đủ uh, chỗ, đủ thời gian cho các bạn trẻ. Thế là tuần thứ nhất uh, sẽ bắt đầu từ ngày mùng 6 đến ngày 13 tháng 7. Uh, tuần thứ hai sẽ từ ngày 17 đến ngày 24 uh, tháng 7 năm 2023. À, tuần thứ nhất từ ngày 6 đến ngày 13 chỉ còn lại có 3 chỗ trống thôi à, và tuần thứ hai từ ngày 17 đến ngày 24 thì chỉ có tháng 7 chỉ còn lại có 6 chỗ trống thôi. À, vì vậy bạn trẻ nào cũng như quý phụ huynh nào muốn ghi danh cho con em của mình thì xin mau chóng liên lạc với chúng tôi à, để ghi danh cho các bạn chứ chúng tôi không thể mở thêm một tuần thứ ba nữa. À, cảm ơn quý vị đã cầu nguyện trơn ơn gọi Đã khích lệ ơn gọi Và đã giúp chúng tôi quảng bá tuần tìm hiểu ơn gọi này à, Xin tiếp tục giúp đỡ chúng tôi Và cầu nguyện cho ơn gọi Và xin Chúa chúc phúc cho quý vị Vâng con... Kính chào cha, kính chào quý cô ông bà anh chị em. À, như cha đã nhắc đầu giờ đọc kinh mà chúng ta đang ở trong tháng 5, tháng mà giáo hội dành riêng kính Đức Mẹ. À, mà chúng ta biết rằng trong một năm mà chúng ta có ít nhất là hai tháng dành riêng để mà kính Đức Mẹ. À, thứ nhất là tháng 5 tháng hoa như chúng ta đang ở trong tháng 5 đây. À, tháng thứ hai đó tháng 10 là tháng Mân Côi. À, cho nên vì vậy mà tôi muốn uh, dùng buổi chia sẻ hôm nay để chúng ta cùng nhau uh, học hỏi về việc uh, tôn kính Đức Trinh Nữ Maria. Vì Đức Mẹ uh, có một cái vai trò rất là lớn trong công trình cứu chuộc của Thiên Chúa cũng như được tôn kính một cách rất là đặc biệt trong đời sống của giáo hội và nhiều người Kitô hữu đặc biệt là những tín hữu Việt Nam có một lòng tôn kính Đức Mẹ cách riêng à, cho nên đôi khi cũng xảy ra những cái hiểu lầm đặc biệt là đối với những chị anh chị em tin lành nhiều khi là cho rằng người công giáo chúng ta lại đi thờ phượng đức mẹ ngang như là thờ phượng thiên chúa hay là có một số giáo dân cũng thắc mắc tại sao mà người công giáo lại tôn kính đức mẹ ngang hàng như là với thiên chúa và đôi khi có một sự cạnh tranh giữa việc tôn thờ thiên chúa và việc tôn kính đức mẹ cho nên hôm nay tôi muốn chúng ta cùng nhau À, học hỏi đi vào những cái gì mà nó rất là căn bản để rồi chúng ta có một lòng tôn kính đức mẹ cho nó đúng à, đúng với thánh kinh đúng với thánh truyền đúng với những giáo huấn của giáo hội à, chứ không thuần túy là chỉ những cái lòng đạo đức bình dân rồi đôi khi chúng ta không cẩn thận thì nó sẽ dẫn đến những sự hiểu lầm hoặc là sai lệch đi tức là đầu tiên chúng ta cùng nhau học hỏi về việc à, tôn kính đức mẹ vậy thì việc tôn kính đức mẹ là cái gì như thế nào thì là tôn kính theo giáo huấn cũng như theo thần học của giáo hội thì tôn kính có thể chia ra làm ba bậc bậc thứ nhất tiếng latin gọi là latria có nghĩa là cái bậc thờ phượng thờ lại hay là tôn thờ thì cái việc này chỉ dành cho một mình thiên chúa mà thôi chỉ dành cho đứng tạo thành trời đất muôn vật à, tạo nên mọi sự à, đứng mà tự mình mà có thì chúng ta chỉ tôn thờ thờ phượng thờ lại một mình Thiên Chúa thôi à, cái chữ gọi là Latria, à, trong tiếng là tinh à, hay là à, tiếng Anh thì gọi là adoration adore à, thờ lại thì chỉ có một mình Thiên Chúa là đứng tạo thành mọi sự là đứng tự mình mà có rồi cái bậc tôn kính thứ hai nó gọi là Dulia à, là bậc này thì tiếng Latin là dành cho những con người à, những con người tốt lành thánh thiện ví dụ như Đức Trinh Nữ Maria hay là các thánh những người được Thiên Chúa tạo dựng nên những người không tự mình mà có mà do Thiên Chúa tạo dựng nên và vì ân sủng và với ân sủng của Thiên Chúa họ có một đời sống tốt lành thánh thiện họ gần giống như Chúa Kitô cho nên chúng ta tôn kính họ Chúng ta không có tôn thờ Chúng ta không có thờ lại Mà là chúng ta tôn kính Mà là chúng ta tôn kính Và đó là Chúa muốn như vậy Khi tôi dùng cái từ là Những người tốt lành thánh thiện giống Chúa Kitô Như lời Thánh Phaolô nói đó Tôi sống nhưng mà không còn phải là tôi sống nữa Mà là Đức Kitô sống ở trong tôi Thế là những người như vậy Thì được tôn kính Ví dụ như chúng ta thấy ở trong xã hội chúng ta ngày hôm nay Có một số người À, thành công ở trong một số lãnh vực nhất định nào đó cũng được người ta à, tuyên dương, được người ta tôn phong, ví dụ là những giải thưởng Nobel hay là những cái bằng khen, những bằng tiến sĩ danh dự vân vân. Thế là ngay ở trần gian này thì chúng ta cũng khen ngợi những người đạt được những thành tích thì trong đời sống của giáo hội đời sống thiêng liêng, Thiên Chúa cũng cho phép và Thiên Chúa muốn chúng ta cũng dành những sự tôn kính à, cho những con người. À. Trở nên giống như Kitô có một đời sống thánh thiện cộng tác với những công việc của Chúa Giêsu. Rồi, chúng ta còn đó là cái tôn kính con người nhưng mà trong cái cái dulia đó đó, sự tôn kính đó thì có một cái mà đặc biệt hơn thì gọi là uh, hyperdulia hay nói cách khác đó là một sự tôn kính đặc biệt. Cái sự tôn kính đặc biệt này thì dành cho Đức Trinh Nữ Maria. Cả Thiên Chúa thì chúng ta tôn thờ, chúng ta thờ lại. Còn Đức Mẹ thì chúng ta tôn kính một cách đặc biệt hay còn được gọi là biệt tôn. Đó, rồi, rồi các thánh, các thiên thần thì chúng ta gọi là tôn kính. Là chia ra thành ba bậc như vậy. Thờ lại, thờ phượng là dành cho Thiên Chúa. Tôn kính một cách đặc biệt hay biệt tôn là dành cho Đức Trinh Nữ Maria. Rồi đối với các thánh và các thiên thần thì chúng ta tôn kính. Thế giờ câu hỏi rằng Tại sao Đức Mẹ cũng là loài thụ tạo như các thiên thần hay là như các thánh mà cái gì làm cho Đức Mẹ đặc biệt để rồi được gọi là biệt tôn hay là được tôn kính một cách đặc biệt. Thưa, có thể chia thành 3 điểm như thế này để nói rằng tại sao Đức Mẹ lại đáng được tôn kính một cách đặc biệt. Thứ nhất, Đức Mẹ được tôn kính cách đặc biệt bởi vì Đức Mẹ là đứng đầy ơn phúc, là đứng đầy ân sủng như lời của sứ thần Gabriel đến chào đức mẹ nào à, Trời kính chào bà bà đầy ơn phúc thiên chúa ở cùng bà tức là khi một con người gọi là đã đầy ơn phúc có nghĩa là một con người không có tội một con người không phạm tội hay nói một cách cụ thể hơn là trong giáo hội chúng ta tin vào tín điều đức mẹ vô nhiễm nguyên tội thế là ngay khi bắt đầu thụ thai trong lòng bà Anna Đức mẹ đã được ơn vô nhiễm nguyên tội Cho nên cái bản tính loài người Bản tính con người của đức mẹ đó Không hề bị phen hoen ố Bởi tội lỗi bao giờ Mà từ thổi tạo thiên lập địa Tất cả trên hoàn vũ này Chỉ có một mình đức trinh nữ Maria Là được cái ơn phúc đó Không ai được ơn phúc đó cả Ngay thánh doan tẩy giá Được coi là người một người được sinh ra bởi người nữ trọng nhất trong những người một người nam trọng nhất trong tất cả những người mà được phụ nữ sinh ra là Gioan Tẩy Giá. Và Gioan Tẩy Giá được được ân sủng của Thiên Chúa khi Đức Mẹ đến thăm bà Elizabeth thì Gioan Tẩy Giá đã vui mừng nhảy mừng trong lòng Elizabeth hay nói khác được lãnh nhận ân sủng rồi. Nhưng mà lúc đó thì Gioan Tẩy Giá đã đạt một thai nhi rồi. Còn Đức Mẹ thì sao? Đức Mẹ đã được trước khi, ngay bắt đầu thụ thai đã được cái ơn đó rồi cho nên vì vậy mà đức mẹ đáng được tôn kính một cách đặc biệt hơn tất cả mọi người hơn các thánh hơn các thiên thần bởi vì chỉ có một mình mẹ mới là đứng vô nhiễm nguyên tội là đứng đầy ơn phúc các thánh cũng rất được nhiều ơn phúc chúng ta cũng được rất nhiều ơn phúc nhưng mà không ai trong chúng ta được đầy ơn phúc như đức mẹ cả cái lý do thứ hai để cho Đức Mẹ đáng được tôn kính một cách đặc biệt biệt tôn. Đó là không ai có một mối dây liên kết mật thiết chặt chẽ với Chúa Giêsu với Thiên Chúa hơn là Đức Mẹ. Chỉ có một mình Đức Mẹ mới được kêu mang Chúa Giêsu, kêu mang thể lý Chúa Giêsu trong lòng cung lòng của mẹ 9 tháng. Không ai cho chúng ta được cái điều đó cả. Và chính Đức Mẹ lại còn cho Chúa Giêsu cái, cái thân xác con người của Chúa Giêsu, cho nên giữa Đức Mẹ và Chúa Giêsu và Chúa Giêsu cũng chính là Thiên Chúa có một mối liên kết hết sức chặt chẽ, không ai có thể bì kịp. Chúng ta thấy những điều mà Thiên Chúa làm cho Đức Mẹ, Thiên Chúa có thể tự mình hạ phàm xuống thế làm người, nhưng mà Chúa lại chọn sinh ra bởi một người phụ nữ tên là Maria, một trinh nữ. Chính Đức Mẹ đã cho Chúa Giêsu cái thân xác con người của Chúa. Đức mẹ kêu mang Chúa, chúng ta được rước mình Thánh Chúa vào lòng. Nhưng mà Đức mẹ thì mang, kêu mang chính thân xác của Chúa. Cho nên vì Chúa đã ngự trong cung lòng của mẹ, chân Chúa không muốn cho thân xác của Đức mẹ phải hư nát địa trong lòng đất. Chúa muốn bảo toàn, Chúa muốn bảo trì cái thân xác của Đức mẹ trọn vẹn. Cho nên Chúa mới cho Đức mẹ được hồn xác về trời. À, tí nữa tôi sẽ nói vì sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cung lòng Đức Mẹ cho Đức Mẹ đã được mang những cái danh hiệu khác nhau à, mà tí nữa tôi sẽ sẽ chia sẻ khi phần nói về Thánh Kinh. Rồi cái lý do thứ ba để cho Đức Mẹ đáng được tôn kính một cách đặc biệt hơn các thiên thần và các thánh đó là bởi vì Đức Mẹ đã vâng phục Thiên Chúa một cách tuyệt đối suốt cả cuộc đời của đức mẹ là một tiếng xin vâng à, nhiều khi chúng ta nghe tin mừng rồi chúng ta có nghe cái bài hát xin vâng xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng là tiếng phi át tiếng xin vâng của đức mẹ trong ngày sứ thần đôi truyền tin đó chỉ là bắt đầu của cả một đời xin vâng thưa, thưa ông bản chồng đức mẹ không phải chỉ xin vâng là làm mẹ thiên chúa mà bắt đầu từ nói tiếng xin vâng trong ngày sứ thần truyền tin đó là bắt đầu cho cả một cuộc đời xin vâng luôn luôn xin vâng thánh ý của Thiên Chúa. Mà chúng ta thấy Chúa Giêsu là gì? Chúa Giêsu là đứng mà à, tuân phục thánh ý Thiên Chúa Cha một cách trọn hảo nhất và sau Chúa Giêsu thì là Đức Mẹ. Chúa Giêsu còn nói rằng lương thực nuôi sống thầy chính là thi hành thánh ý Thiên Chúa Cha. Thi hành thiên thanh ý Thiên Chúa Cha như là lương thực để nuôi dưỡng Chúa Giêsu. đức mẹ chỉ có đứng sau trước Giêsu thôi. đức mẹ cũng là đứng vâng phục thanh ý của thiên Chúa trong suốt cuộc đời của đức mẹ à, có nhiều lý do khác nữa nhưng mà tôi xin đưa ra ba cái lý do chính tại sao mà đức mẹ xứng đáng để cho giáo hội nói chung và cho mỗi người chúng ta tôn kính một cách đặc biệt rồi khi mà một cái việc tôn kính nào đó thì nó cũng cần phải có một cái nền tảng một cái nền tảng để chúng ta dựa vào đó để chúng ta tôn kính Tên nền tảng đầu tiên chúng ta cần phải nói tới đó là Thánh Kinh. Vậy thì Thánh Kinh, Cựu ước và Tân ước đã nói gì về Đức Mẹ? Đã tôn kính Đức Mẹ như thế nào? À, chúng ta cùng nhau học hỏi. Thứ nhất ở trong Cựu ước. Thì chúng ta thấy rằng từ trong Cựu ước cách nào đó đã nói tới hình bóng của Đức Mẹ. Không nói tên, không nói tên là Trinh Nữ Maria. Nhưng mà cái hình ảnh đó đã nói lên, đã tiên báo trước, đã nói trước về hình của Đức Mẹ. Thế là cái hình ảnh đầu tiên đó là trong sách Sáng Thế Ký chương số 3 câu 15 sau khi nguyên tổ a dòng e và phạm tội rồi bị phạt rồi nhưng mà sau khi ngay sau khi chúa phạt ông bà thì chúa đã mau chóng về lòng thương xót của ngài để hứa ban một đấng cứu thế khi ngài nói rằng ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người phụ nữ giữa dòng giống ngươi và dòng giống người phụ nữ người phụ nữ sẽ đạp lên đầu của ngươi còn ngươi thì rình cắn gót chân người phụ nữ đó là lời hứa ba đứng cứu thế đến cho nhân loại. Thế là trong đoạn thánh kinh này thì chỉ nói là người phụ nữ thôi. Nhưng mà giáo hội hiểu rằng người phụ nữ đó không ai khác chính là Đức Maria. Bởi vì sao vậy? Chính Đức Maria đã sinh ra Chúa Giêsu là đứng cứu thế. Cho nên vì vậy cái người phụ nữ mà dòng giống của bà, chính bà dòng giống của bà sẽ đạp lên đầu con chiến, chiến thắng thì không khác hơn ai là người chiến thắng tội lỗi sự chết chính là Chúa Giêsu. Mà Chúa Giêsu là ai? Là con của Đức Trinh Nữ Maria. Cho nên cái câu thánh kinh ở trong cựu ước này, dù rằng không nói rõ tên, nhưng mà giáo hội đã hiểu được rằng đây là ám chỉ nói về Đức Trinh Nữ Maria. Rồi chúng ta thấy trong sách tiên tri Isaiah chương 7 câu 14 cũng nói về việc một trinh nữ sẽ sinh hạ một con trai và là đứng là đứng Emmanuel là thiên chúa ở cùng chúng ta. À, mà chúng ta nghe những bài đọc này trong thường trong mùa vọng ừ. chúng ta thấy là đã nhắc tới ám chỉ về một trinh nữ sẽ sinh con thì một trinh nữ sinh con thì chỉ có đức trinh nữ maria thôi từ tạo thiên lập địa cho đến bây giờ và cho đến ngày tận thế cũng chỉ có một mình trinh nữ maria đồng trinh mà lại sinh con bởi phép chúa thánh thần cho nên câu nói của thiên isaiah Is Is Chương 7 câu 14 cũng ám chỉ về Đức Trinh Nữ Maria. Rồi trong sách uh, tiên tri uh, rồi uh, trong chương số 8 câu 8 đến câu 7 cũng của uh, tiên tri Isaiah cũng nói tới uh, uh, đứng mà Emmanuel đó uh, sẽ là đứng mà cứu độ dân người trong tương lai. Rồi tiên tri uh, Mica uh, đàn trong chương số 5 từ câu 2 đến câu 3 cũng nói về việc đứng cứu thế sẽ được sinh ra ở Bethlehem bởi một người phụ nữ và đứng cứu thế này sẽ làm vua thế là cũng nói về ám chỉ về đức mẹ trong cựu ước chúng ta thấy rồi chính đức giáo hoàng thứ Pio thứ 9 cũng nói về đức mẹ như là hình ảnh của cái con tàu của ông Noe con tàu của Noe đã cứu dân do thai, những cái người gian trong gia đình ông ấy khỏi tội, khỏi phải chết bởi cái nạn hùng thủy đó. Thì đức mẹ ngày hôm nay cũng như là một con tàu để cứu giáo hội, sinh con để cứu giáo hội khỏi tội lỗi khỏi cái chết. Rồi dựa vào đó là xong sách sáng thế ký chương số 6 câu số 9 rồi chúng ta tới trong sách sáng thế ký chương 28 câu 12 à, nói về cái thang của ông Jacob. Ông bà anh chị em còn nhớ là à, ông Jacob trong một cái giấc ngủ rồi ông có một thị kiến thế là có một cái thang bắt từ trên trời xuống rồi các thiên thần đi lên đi xuống trên cái thang đó thì Đức Mẹ cũng được ví như cái thang của ông Jacob đó có nghĩa là gì? Đức Mẹ đã nối trời và đất với nhau. Chính Đức Mẹ đã là cái nơi mà Chúa Giê-xu từ trên trời nhập thể xuống thế làm người và cũng nói tới cái vai trò à, chuyển cầu cầu bầu của đức mẹ mang những cái lời nguyện của chúng ta từ đất lên trên trời rồi mang ân sủng của chúa từ trời xuống dưới đất Đó, nói đến cái vai trò à, à, trung gian à, vai trò à, chuyển cầu của đức mẹ rồi trong sách à, xuất hành chương số 3 câu 1 cũng nói tới hình ảnh của cái bụi gai cháy à, khiêu môi sen đi chăn cừu chăn chiên ở trong sa mạc ông mới nhìn thấy một bụi gai bốc lửa cháy nhưng mà lửa thì cháy một cái gai nó không bị cháy rụi đi thì đức mẹ cũng được ví như là cái bụi gai cháy đó tại sao vậy à, đức mẹ cũng nói tới cái hình ảnh của đức mẹ à, sinh chúa nhưng mà không có bị hư nát đi à, vẫn còn đồng trinh đồng trinh trước khi sinh đồng trinh trong khi sinh và đồng trinh sau khi sinh thế là chúng ta thấy rằng trong cựu ước trong sách sáng thế ký trong sách xuất thành cũng như trong sách các tiên tri rất nhiều lần đã ám chỉ về hình ảnh của đức mẹ về con người của đức mẹ về công việc của đức mẹ rồi sang tới tân ước thì chúng ta thấy rằng rất là rõ ràng cụ thể hơn tuy rằng khiêm tốn nhiều người hay thắc mắc hỏi rằng tại sao mà có những cái câu chuyện nói về đức mẹ hay là nói về thánh du xe mà lại không được ghi chép ở trong thánh kinh thưa bởi vì đó không phải là mục đích Mục đích của Thánh Kinh là nói về lịch sử cứu độ và ai là nhân vật chính của lịch sử cứu độ là chính Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa. Còn tất cả những nhân vật khác từ những nhân vật trong Cựu Ước cho đến những nhân vật trong Tân Ước là những vai phụ mà thôi. Bởi vì nếu bây giờ Thánh Kinh mà lại nói nhiều hơn về Đức Mẹ, nói nhiều hơn về Thánh Du xe một cách nào đó là vô tình đã chiếm những cái phần mà nên dùng để nói về Chúa Giêsu, nói về Thiên Chúa mà nó không cần thiết. Cho nên Đức Mẹ luôn luôn giữ một cái vai trò khiêm tốn. Khiêm tốn là vậy nhưng mà vì Đức Mẹ đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử cứu độ. Cho nên uh, tin mừng theo Thánh Luca thì chúng ta thấy đặc biệt là trong uh, thứ ngắm kinh Mân Côi năm sự vui uh, đã nói tới kể tới câu chuyện uh, Đức Mẹ được sứ thần truyền tin như thế nào. Uh, Luca chương 1 câu 26 đến 38 rồi uh, Đức Mẹ đi viếng bà Elizabeth à, Luca chương 1 từ câu 39 đến 56 rồi Đức Mẹ sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá Luca chương 2 câu 4 đến 20 rồi Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ Luca chương 2 câu 22 đến 38 rồi Đức Mẹ tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thờ Luca chương 2 câu 41 à, câu tôi xin lỗi à, từ 41 đến 52 À, thế là chúng ta thấy rồi dân con trong đền thờ chúng ta thấy tin mừng theo thánh mắt theo cùng bổ sung thêm một chút ví dụ tên uh, tin mừng theo thánh mắt theo thì nói về việc uh, đức mẹ đã được uh, gả được hứa gả cho thánh du xe như thế nào uh, rồi uh, sứ thần đã truyền tin cho thánh giuse như thế nào khi ngài định tâm bỏ trốn uh, rồi uh, kể về việc uh, các nhà đạo sĩ đến để mà thờ lạy chúa Giêsu khi ngài sinh ra ở bethlehem rồi kể về câu chuyện gia đình thánh gia trốn bỏ sang Ai Cập rồi trở về Nazareth như thế nào. Thế là Tin Mừng Thánh Matthew lại bổ sung một những đoạn tin mừng đó. Rồi Tin Mừng theo Thánh Gioan thì kể lại câu chuyện sự hiện diện của Đức Mẹ tại tiệc cưới Cana. Thì Đức Mẹ cầu bầu cùng Chúa Giêsu cứu cái cặp tân hôn đó để cho họ tiếp tục có rượu mừng rượu uống. Đây là hình ảnh của Đức Mẹ được nói tới ở đó. Rồi đó là Gioan chương 2 từ câu 1 đến 11. Rồi cũng tin mừng theo thánh Gioan chương 19 từ câu 25 đến 27 thì nói đến việc Đức Mẹ đứng ở dưới chân thập giá. Rồi việc Chúa Giêsu chối Đức Mẹ cho thánh Gioan và thánh Gioan cho Đức Mẹ à uh, Gioan 19 26 đến 27 rồi kể đến việc uh, trong sách uh, Tông đồ công vụ uh, chương số 1 câu 13 đến uh, chương 2 câu 4 kể về sự hiện diện của Đức Mẹ À, ở trong cái uh, phòng bên trên cùng cầu nguyện với các tông đồ đặc biệt là khi Chúa anh Thần hiện xuống. Rồi uh, trong thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn uh, Galata uh, chương 4 câu 4 cũng nói có những việc nhắc về Đức Mẹ, uh, vai trò của Đức Mẹ hoặc là trong sách Khải Huyền uh, chương 12 câu 1 đã nói về một người phụ nữ mặc áo mặt trời, uh, chân đạp mặt trăng đầu đội triều thiên 12 ngôi sao vân vân đó cũng là ám chỉ nói về giáo hội nói về đức trinh nữ Maria trong sách Khải Huyền. Chúng ta thấy là trong thánh kinh cả cựu ước và Tân ước đều nói về đức mẹ trực tiếp hay là gián tiếp đều nói nhắc về đức mẹ vai trò của đức mẹ trong lịch sử cứu độ. Vì vậy mà trong giáo hội giờ cái bước kế tới chúng ta thấy rằng việc tôn kính đức mẹ đã được bắt đầu rất sớm ở trong giáo hội có thể nói là cuối thế kỷ thứ nhất sang thế kỷ thứ hai thì những người tín hiểu của giáo hội sơ khai đã có lòng tôn kính Đức Mẹ. Bằng chứng cụ thể nhất là khi người ta tìm lại những cái hang tọa đạo thương bà anh chị em. các cái hang tọa đạo là như thế này. Nhiều người chỉ nói tới hang tọa đạo thì chưa biết là cái gì. Hang tọa đạo là như thế này. Vào những thế kỷ đầu, thế kỷ thứ nhất, thứ hai và người sang cả thế kỷ thứ ba, sang thứ bốn thì giáo hội công giáo bị bắt hại. Từ khi các đông đồ bắt đầu đi rao giảng tin mừng Chúa Giêsu lên trời thì giáo hội đã bị bắt hại rồi bách hại mãi cho đến à, sang thế kỷ thứ 4 à, năm à, 322 năm 325 vân vân thì hoàng đế Constantine mới cho người ta được tự do sống đạo. Thế là giáo hội bị bách hại cho những nơi mà bị bách hại quá gắt gao thì những người tín hiểu họ đã đào những cái đường hầm đào những lỗ những đường hầm dưới lòng đất để họ trốn ở dưới đó để họ sống đạo. Và có những lần Những câu chuyện kể rằng có những người Bên lương đó, họ biết những người công giáo Sống trốn ở dưới những cái đường hầm Dưới lòng đất như vậy Thì họ đã lấp những cái lỗ thông hơi bên trên Thế là biết bao nhiêu người chết ở đó Hoặc là có những các thánh tử đạo Bị giết chết cũng được các tín hiệu thời sơ khơi khởi đưa thi thể của họ vào chôn ở trong những hang tọa đạo đó chôn ở hai bên những bức tường đó thế là ngày hôm nay nếu bà anh chị em ai có cơ hội đi sang bên Roma À, để mà hành hương thì chúng ta cũng có thể xuống một vài cái hoang hang tọa đạo mà vẫn được gìn giữ cho tới ngày hôm nay à, dưới gần, dưới tầng hầm của đền thánh Phêrô cũng có một cái và gần đó cũng có chúng ta có thể đến để để, để, để thăm viếng những hang tọa, những cái đường hầm đó thì được gọi là những hang tọa đạo thì các nhà khảo cổ những người khi mà tì, tìm được lại những hang tọa đạo họ xuống thì họ là thấy là gì từ trên những cái mộ của những người được chôn ở trong đó hay là ở trên tường hoặc là ngay cả trên trần của những đường hầm đó người ta đã nhìn thấy những bức vẽ của Đức Trinh Nữ Maria. Có những bức hình vẽ à, Đức Mẹ một mình có những lúc thì vẽ Đức Mẹ với Chúa Giêsu Có nghĩa là gì? Là từ rất sớm từ cuối thế kỷ thứ nhất sang thế kỷ thứ hai người ta đã bắt đầu có lòng tôn kính Đức Trinh Nữ Maria. Đặc biệt là xin Đức Maria như hình ảnh của một người che chở bao bọc họ giữa những cơn cấm cách cũng như là giáo dân Việt Nam của chúng ta à, vào cuối thế kỷ thứ 18 năm 1798 khi Đức Mẹ hiện ra tại La Vang cũng với mục đích để, để bao bọc, để che chở, để an ủi những con dân của mẹ thì giáo hội sơ khởi cũng vậy. Những tín hiệu thời sơ khai bị bách hại họ cũng đã chạy đến với Đức Mẹ và để xin Đức Mẹ gìn giữ che chở họ xin Đức Mẹ như là một người mẹ nhân từ che chở họ dưới bóng cánh của mẹ cho nên người ta đã tìm thấy những bức hành, hình những bức tranh được sơn được vẽ trên những cái hang tọa đạo nếu mà ai nhìn trong sai cuốn sách giáo lý công giáo đó không biết tôi nhớ là tiếng việt có không mà trong sách giáo lý công giáo thì có một vài cái hình trong đó có một tấm hình của đức mẹ được vẽ rất sớm có thể là cuối thế kỷ thứ nhất ở trong những hang tọa đạo đó đã được chụp lại và in vào trong cái cuốn sách giáo lý công giáo đó rồi cái lòng tôn kính đức mẹ đó nó tiếp tục âm thầm nhưng mà được kéo dài và bằng chứng là gì là một số các một số các các, các giáo phụ ví dụ như là thánh giáo phụ Justin tử đạo qua đời vào thế kỷ thứ hai đã nói về đức mẹ như hình như là một cái hình ảnh của một Eva mới rồi thánh Evinus của Lyon cũng đầu cuối thế kỷ thứ một đầu thế kỷ thứ hai cũng đã nói về hình ảnh đức mẹ và có thể là đây là một vị thánh à, Nói một thần học gia về Đức Mẹ à, Sớm nhất trong đời sống của giáo hội à, Thế là chúng ta thấy rằng à, Rồi thánh Ambrosio à, Ambrosio vào thế kỷ thứ 4 à, Cũng đã bắt đầu nói về Đức Mẹ à, Lòng tôn kính Đức Mẹ Và nói về vai trò của Đức Mẹ à, Như là một Eva mới Rồi thánh Jerome à, Thế kỷ thứ 5 Cũng nói về Đức Mẹ Chúng ta thấy rằng suốt những thế kỷ đầu Đó lòng tôn kính đức mẹ vai trò đức mẹ được nói đến mãi cho đến năm 431 tại Epheso khi đông công đồng Epheso họp và đã đưa ra cái tuyên bố rằng đức mẹ là mẹ thiên chúa đã công bố đức mẹ là mẹ thiên chúa tín điều đức mẹ là mẹ thiên chúa thì từ bắt đầu từ cái năm đó lòng tôn kính đức mẹ đã được phát triển rộng rãi cho toàn thế giới đặc biệt là giáo hội tây phương và trên toàn thế giới các nơi bắt đầu có những nhà thờ để mà tôn kính Đức Mẹ, nhà thờ lấy danh hiệu của Đức Mẹ. À, rồi à, các bài viết về Đức Mẹ, các bài hát về Đức Mẹ và luôn có cả những câu kinh về Đức Mẹ và có thể là một trong những cái lời kinh sớm nhất về Đức Mẹ được à, có thể là được sáng tác vào khoảng năm à, 250 à, 250 của thời kỳ giữa thế kỷ thứ ba đó. Cái lời kinh có thể tạm dịch ra như thế này. Chúng con chạy đến dưới sự che chở của mẹ. Lạy mẹ là mẹ Thiên Chúa là đứng thánh thiện. Xin hãy lắng nghe những lời chúng con cầu xin cho những sự cần thiết của chúng con chứ đừng chê bỏ những lời cầu xin của chúng con. Xin gìn giữ chúng con khỏi mọi sự giữ. Lạy mẹ đồng trinh, lạy mẹ là mẹ vinh hiển. Thật rất sớm, từ khoảng năm 2250 22, đã có những lời kinh để cầu xin nước mẹ thế là các cái phong trào phát triển từ bắt đầu khi mà công đồng evso năm 431 trăm à, à, công bố tín điều đức mẹ là mẹ thiên chúa thì được lan tràn và chúng ta thấy cho đến ngày hôm nay với biết bao nhiêu à, nhà thờ à, đã mang tước hiệu của đức mẹ à, biết bao nhiêu nơi hành hương à, tôn kính đức mẹ nhớ đến đức mẹ à, biết bao nhiêu bài hát về đức mẹ à, và trong lịch phụng vụ có thể là sau Chúa thì chỉ có đức Mẹ là có nhiều lễ nhớ và lễ kính và lễ trọng nhất. Cho nên hôm nay chúng ta cùng nhau ôn lại một chút để thấy rằng lòng tôn kính đức Mẹ của người Công giáo không phải chỉ là bốc phát bộc phát từ một cái cá nhân nào đó hay là từ một sự mê tín dị đoan mà có nguồn gốc bắt đầu từ Thiên Chúa qua wow, vì Chúa muốn như vậy. Chúa cứu chuộc con người thì Chúa có thể làm bất cứ chuyện gì Chúa muốn nhưng mà Chúa lại muốn lựa chọn xuống thế làm người và sinh ra bởi một người phụ nữ, một thiếu nữ đồng trinh. Thế là lòng tôn kính mẹ và Chúa muốn như vậy. Chúa muốn chúng ta đến với Đức Mẹ để xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta. Đức Mẹ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc cầu bầu cho chúng ta trước ngai tòa Thiên Chúa. Và Đức Mẹ cũng là một tấm gương sáng cho chúng ta để chúng ta bắt chước noi theo có thể là không ai là một môn đệ là một tông đồ xuất sắc của Chúa Giêsu hơn là chính Đức Trinh Nữ Maria. Vì không ai noi gương bắt chước Chúa Giêsu hơn Đức Trinh Nữ Maria, không ai sống kết hiệp mật thiết với Chúa hơn Đức Trinh Nữ Maria. Và sau thiên Chúa cũng không có ai yêu thương chúng ta hơn Đức Trinh Nữ Maria khi còn tại thế, đức mẹ đã cầu bầu cùng chúa giêsu cho đôi tân hôn tại tiệc cưới cana, cho các tông đồ rồi hiện diện an ủi với các ông trong ngày lễ ngũ tuần, ngày lễ chúa thánh thiền điện xuống và khi mẹ đã về trời rồi, mẹ vẫn tiếp tục cầu bầu cho cùng chúa cho chúng ta và mẹ vẫn tiếp tục nâng đỡ con cái của mẹ khắp trần gian này. Chúng ta cho thấy trong thế giới của chúng ta bao giờ có những chiến tranh, loạn lạc rồi có những cuộc bách hại thì không lần nào mà đức mẹ không hiện ra để bảo vệ con cái của mẹ, để an ủi con cái của mẹ, để nâng đỡ con cái của mẹ, để cứu chữa con cái của mẹ. Cho nên chúng ta sống trong tháng hoa, chúng ta đừng để cho những thời gian này qua đi một cách vô ích mà chúng ta hãy chạy đến với mẹ để như lời thánh Louis de Montfort, qua mẹ đến với Chúa, qua mẹ đến với Chúa. Và chúng ta đừng bao giờ lo lắng sợ hãi rằng chúng ta tôn kính Đức Mẹ quá mà rồi chúng ta lại quên mất Chúa hay là lại coi thường cái vai trò của Thiên Chúa không phải vậy bởi vì chúng ta nhớ rằng không ai đến với mẹ mà mẹ lại không đưa họ đến với chúa một người có lòng tôn kính đức mẹ một cách đúng đắn một cách đặc biệt thì không thể đi sai đường được chỉ có những người tôn kính đức mẹ một cách lệch lạc thì mới bị lạc đường thôi còn ai tôn kính đức mẹ một cách chính đáng thì không bao giờ đi lạc đường bởi vì qua mẹ chắc chắn mẹ sẽ đưa chúng ta đến với chúa và mẹ không bao giờ chúng ta phải lo lắng là tranh giành giữa cái sự gọi là ai tôn kính đức mẹ nhiều hơn hay là thờ phượng chúa nhiều hơn chúng ta không phải lo cái điều đó bởi vì đức mẹ luôn luôn là một con người khiêm tốn khiêm nhường ngay trong chuỗi kinh mân côi có thể được gọi là chuỗi kinh của đức mẹ thì đức mẹ cũng đóng một vai trò hết sức khiêm tốn bởi vì nhiều khi chúng ta đọc kinh mân côi chúng ta cứ nghĩ rằng toàn là nói về đức mẹ không phải vậy hãy cứ nhìn vào gồm 20 màu nhiệm của kinh mân côi Nhân vật chính vẫn là Thiên Chúa, vẫn là Chúa Giê-xu nói về những mầu nhiệm của Chúa chứ không phải là về mẹ. Chỉ qua mẹ để đến với Chúa thôi. Mẹ như là cái phương tiện Chúa dùng để đưa chúng ta đến với Chúa và đưa chúng ta Chúa đến với chúng ta thôi. Mẹ luôn luôn đóng một vai trò rất là khiêm tốn, khiêm nhường. Ngay cả những đặc ân mà Thiên Chúa ban cho mẹ không phải để trừ tưởng thưởng mẹ không mà còn chính qua mẹ để phục vụ chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Tôi xin tạm dừng lại bài chia sẻ lại đây rồi xin mời cái ai có câu hỏi có thắc mắc nào thì xin quý vị có thể bắt đầu rồi chúng ta cùng nhau học hỏi thêm. dạ vâng có ai giơ tay đó xin mời. À, con chào cha. vâng. À. À, cha cho con hỏi là đức mẹ có phạm tội riêng không cha? dạ không. và Dạ. Yeah. Rồi còn uh, nãy giờ tại con thấy là giống như tại sao mình cứ có vẻ quan trọng cái vấn đề mà đức mẹ đồng chân sau khi sinh Chúa Giêsu. Ờ uh, giống như, nói sao ta? Tại sao cái việc đó nó lại quan trọng đến như vậy? Và nếu mà đồng chân thì con hiểu ở đây là nó nói về mặt ý nghĩa nhiều hơn là về mặt thể xác. Tại vì khi một đứa bé ra đời thì chắc ngày xưa không có vụ án đẻ mổ đâu cha. Uh, cho nên là chắc cũng không. <laughs> uh, và sau đó thì tại sao thánh Giuse lại quyết định không ăn nợ với đức mẹ như một bao nhiêu cặp vợ chồng khác mà lại uh, để cho đức mẹ và đồng chứng như vậy? Vâng, vâng, cảm ơn. Uh, yeah. Thứ nhất, là đức mẹ không mắc tội tổ tông và đức mẹ cũng không mắc tội riêng. Uh, có thể là có thể dùng hai cái lý do như thế này. Thứ nhất là bởi vì đức mẹ không mắc tội tổ tông truyền, cho đức mẹ không bị uh, cái hậu quả của tội tổ tông truyền. Chúng ta là những người mắc tội tổ tông truyền. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội thì tội đã được tha rồi. Nhưng mà cái hậu quả của tội đó nó vẫn còn ở với chúng ta. Cho nên chúng ta mới trở nên yếu đuối và dễ sang ngã phạm tội. Còn Đức Mẹ ngay từ đầu Đức Mẹ đã không hề mắc tội tổ tông truyền. Cho nên Đức Mẹ không bị ảnh hưởng bởi cái hậu quả của tội. Cho nên Đức Mẹ không trở nên yếu đuối và dễ phạm tội như chúng ta. Cho nên vì vậy mà Đức Mẹ mới có khả năng thứ nhất là không mắc tội tông truyền là ông Hà ân sửng chút cho rồi và cũng không mắc tội riêng. Cái điểm thứ hai đó là tại sao cái việc của Đức Mẹ sinh đồng trinh trọng đời sau khi sinh đó là rất quan trọng là thưa bởi vì như thế này. Là bởi vì một số cũng như là chị chị vừa nói đó là một số anh chị em tin lành Nó nghĩ rằng Đức Mẹ có thể là đồng trinh trước khi sinh rồi sinh con rồi thì làm sao mà còn đồng trinh Chọn đời được nữa. Như chị nói là không có vẻ là sinh mổ phải không nào? Hay là uh, nhiều người còn trích những đoạn thánh kinh đó rằng uh, Đức Mẹ có sinh những người con khác nữa chưa sư có những anh chị em khác nữa. Cho nên vì vậy mà giáo hội muốn nhấn mạnh là Đức Mẹ đồng trinh trước khi sinh trong khi sinh và sau khi sinh có nghĩa là đồng trinh trọn đời cho mới dùng cái từ đồng trinh trọn đời chứ không phải đồng trinh trước khi sinh mà đồng trinh ở đây không phải là về ý nghĩa không đâu mà đồng trinh cả thể lý thể lý như thế này như chị nói à ngày xưa thì đức mẹ đâu có sinh đâu có mổ đâu thưa đúng đức mẹ sinh con nhưng mà việc sinh con của đức mẹ là một phép lạ cho nên đồng trinh là vì sinh con nhưng mà vẫn còn cái mảng trinh đó non việc đức mẹ sinh con là một phép lạ cho nên việc đức mẹ mang thai đã lòng phép lạ theo nào không có không ăn ở với người nam không biết đến người nam mà mang con thì đó là một phép lạ bởi quyền năng phép chúa thánh thần thì việc mẹ sinh con cũng là một phép lạ mà một số các nhà thần học gia hay là gì đưa ra cái ví dụ như này chúa giêsu là ánh sáng đúng không nào thế là ví dụ cái cái cửa sổ kính đó chúa ánh sáng có thể xuyên qua cái sự cửa sổ kính mà cửa sổ nó có bị bể ra không không Cửa sổ kính nó vẫn còn nằm như đấy Nhưng mà ánh sáng vẫn có thể xuyên qua cửa sổ kính đó Thì họ lấy cái hình ảnh đó cũng như việc Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu vậy Sinh con mà vẫn còn đồng trinh Nó là một phép lạ Rồi Thế là sau khi đồng trinh và sau khi kết hôn rồi sinh con vẫn còn đồng trinh Là bởi vì sao? Bởi vì chính ý định của Thiên Chúa cũng muốn là Đức Mẹ đã là cái người Khi Đức Mẹ đã kêu mang Chúa trong lòng rồi thì không một con người nào xứng đáng để ngự vào cung lòng đó nữa. À, chúng ta thấy ví dụ như trong giáo hội của chúng ta à, một cái bàn thờ, một bàn thờ phải là bằng đá thì mới được thánh hiến vào không nào. Thế khi một bàn thờ đã được thánh hiến rồi thì chỉ được sử dụng trong việc thờ phượng thôi, chứ không được sử dụng vào bất cứ một việc gì khác nữa. Sau này nếu như có một bàn thờ mới không sử dụng nữa thì cũng không được sử dụng nó để làm cái gì. Có nghĩa là một cái đồ vật đã được thánh hiến hay là một con người đã được thánh hiến thì chỉ được sử dụng vào cái mục đích công việc đó thôi thì chính đức mẹ Maria cung lòng của mẹ đã được thánh hiến rồi để kêu mang để làm hòm bia của Thiên Chúa rồi cho nên vì vậy không dùng để cho bất cứ một con người nào khác nữa mà chỉ một mình Thiên Chúa thôi cho nên không những để Thiên Chúa giữ gìn reserve nó mà Thiên Chúa lại còn ngay khi đức mẹ chết để cho cái thân xác đó cũng không bị hư nát trong lòng đất cho nên Thiên Chúa đã bảo tồn sao để đưa đức mẹ hồn xác về trời còn Thánh Du Xe, Thánh Du Xe chúng ta thấy là gì? Là một con người hoàn toàn sống theo đức tin. Nói như vậy cũng không có nghĩa là Thánh Du Xe không có tình cảm. Chúng ta nhớ là khi mà Thánh Du Xe được tin rằng Đức Mẹ đã mang thai, nhưng mà không phải của mình, thì là một người đàn ông Đức Mẹ, Đức Chúa Giêsu Thánh Du Xe cũng có cái tự ái. Cho Thánh Du Xe muốn làm gì? Không muốn cưới Đức Mẹ về nhà nữa. Bởi vì tự ái mà biết rằng không phải con của mình sao mà đón một người phụ nữ không phải là mang thai một con của mình về nhà thánh du xe là một người đàn ông không làm được chuyện đó nhưng mà thánh du xe thực sự yêu thương đức mẹ cho nên nếu như còn người bình đàn ông bình thường mà biết như vậy thì không những là không đón đức mẹ về nhà mà còn tố cáo đức mẹ mà nếu như tố cáo đức mẹ thì kết quả là gì đức mẹ phải bị kết án là phạm tội ngoại tình và sẽ bị ném đá cho đến chết thế thì thánh du xe thứ nhất là một người công chính thì phải tố cáo đức mẹ bởi vì thánh du xe được coi là người công chính mà công chính thì phải sống theo luật giữ theo luật mà theo luật là phải tố cáo Đức Mẹ Nhưng mà Thánh Du Xe thực sự yêu thương Đức Mẹ Cho nên Thánh Du Xe không muốn Đức Mẹ Bị kết tội Phạm tội ngoại tình và bị ném đá đến chết Cho nên Ngài không đưa Đức Mẹ về được Nhưng mà không tố cáo Đức Mẹ Ngài làm gì? Ngài quyết định âm thầm bỏ đi Theo lẽ công chính thì phải tố cáo Nhưng mà tình thương Thánh Du Xe dành cho Đức Mẹ Thì cao hơn cả cái sự công chính bình thường của Con người đó Thánh Du Xe đã quyết định âm thầm bỏ đi nhưng mà rồi trong lúc âm thầm muốn dự định bỏ đi như vậy thì sứ thần truyền tin nói đức với với thánh giuse rằng đức mẹ mang thai bởi quyền năng chúa thánh thần thế là vì niềm tin cái cao hơn cả cái sự sự công chính đó cao hơn cả cái tình cảm con người đó thánh giuse đã quyết định không từ bỏ nữa mà đón nhận đứa đức mẹ về nhà của mình và để bảo vệ đức mẹ bảo vệ đứa con mà đức mẹ đã sinh ra hay nói cách khác, khác là thánh giuse đã ý thức được cái trách nhiệm và bốn phận của mình trong cái chương trình cứu độ đó à, vâng. dạ vâng cha cho con hỏi là đức mẹ hay, hay hiện ra ở Lộ đức rồi Fatima là uh, tại sao con thấy là cứ phải tới đó xin thì chỗ đó là có nhiều phép lạ hơn những chỗ khác cha <laughs> à, đó là chúng ta gọi tới là đi hành hương phải không nào à, thế là đi hành à. hương đó thì cái mục đích của đi hành hương là như thế này đi hành hương tới những cái chỗ đó thứ nhất là để chúng ta củng cố đức tin lẫn nhau không biết là chị đã có cơ hội đi hành hương cho tôi được đi hành hương vài lần đấy thì tôi thấy thực sự mình cũng được cũng cố đức tin ví dụ khi tôi đi sang bên Mexico hành hương đến nơi kính viếng đức mẹ Guadalupe thì tôi thấy có những người họ đi bằng đầu gối của họ từ ngoài bãi đậu xe đi vào trong nhà thờ đoạn đường có khi phải mấy trăm mét chính cái sự đạo đức cái sự sùng kính của họ cũng làm cho tôi nóng lửa lên Ví dụ hoặc là khi tôi sang kính viếng Đức Mẹ Đem ở bên Ba Lan thì tôi thấy người ta cũng quỳ gối người ta đi. Thì chính tôi cũng đi bình thường mà tôi thấy tôi cũng quỳ gối xuống tôi đi. Rất là đau thương bà anh chị em, đau lắm. Nhưng mà thế là chính thấy được những cái sự uh, lòng cung kính, lòng sùng kính của những người đó nó cũng cố chính đức tin của chúng ta. Hoặc là chúng ta có thể nói là gần như là mắt thấy tai nghe nó cũng củng cố đức tin của chúng ta. Và vì cái tấm chân tình họ đến đấy Họ đi từ xa xôi Nào là bỏ công ăn việc làm Bỏ tiền của bỏ thời già Rồi đi đến đó thì đường xa đôi khi là Đau lưng mỏi gối rồi Ăn ngủ không được tiện nghi Họ đi đó gì? Nói chứ những cái hy sinh Thì chính những cái hy sinh đó cách nào đó Để tỏ lộ cái tấm lòng chân thành của họ Và có khi qua những tấm lòng thành khao khát thực sự của họ Qua lời cầu bầu của mẹ Chúa lại ban ơn cho họ Vì thấy được cái tấm lòng thành của họ họ cầu xin một cách liên lý một cách tha thiết chứ không phải là nhiều khi là người công giáo chúng ta cầu nguyện nhưng mà nhiều khi cầu nguyện với trong cái, cái 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 tâm trạng là cầu nguyện đấy nhưng mà được thì được không được thì thôi chúng ta chưa có cầu nguyện một cách liên lý chưa có cầu nguyện một cách khao khát thực sự trong đáy sâu thẳm tâm hồn của chúng ta thì tất nhiên những người hành hương thì có những người đi với tất cả tấm lòng hy sinh chân thành đó nhưng mà cũng có những người đi gọi là đi du lịch đi chơi cho nó có thôi thì cũng có rồi đó là lý do tại sao mà người ta đến những cái nơi đó thứ nhất để được củng cố đức tin thứ hai là để tỏ cái tấm lòng chân thành của họ và chính qua những tấm lòng chân thành đó thì Chúa nhìn thấy qua lời cầu Đức Mẹ thì Chúa ban ơn nhưng mà không nhất thiết là phải ha nhưng mà lý do tại sao thì nó là như vậy yeah. cha con là gấm dạ vâng mời chị mời chị dạ như cha chia sẻ hồi nãy là từ nước mẹ đen ở ba lan thì cha mà dạ. mình đi bằng đồ gói mà xung quanh đó dạ con cũng có đi qua nhưng mà tại vì cái cái xung quanh đức mẹ là cái 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 mặt cái mặt cái mặt xi măng ở dưới nó đâu phải là và, và à, trơn đâu cha nó nó cồn kềnh rất là đau thì cha dạ, con đúng. đi mà con con chạy nó mắt con muốn khóc con định xin mẹ cho con đứng lên đi được không nhưng mà cái, nhưng mà con nhìn trước mặt con toàn là mấy người mấy người lớn tuổi mà mấy người mà tuổi cao hơn con nhiều lắm mặt con thấy người ta đi được rồi cái con cũng ráng cố gắng rồi nói thôi con cũng ráng cố gắng mà đi nhưng mà phi cha rất là đau con con, con đau tới con chạy nước mắt luôn khóc luôn nếu mà là chị còn giỏi đấy tôi đi chỉ được một đoạn tôi chịu không nổi là tôi cũng đứng lên thôi đấy không con định xin đức mẹ đó con nói ừ. mẹ ơi con đau có con, con chịu hết nổi là con cho con đứng lên điên được không nhưng mà lúc mà con có ý suy nghĩ như vậy con nhìn trước con nó có nhiều người lớn tuổi lắm cha mà người ta cũng đi được thôi thì con nói thôi thì mình cũng ráng đi mà con cũng đi được thì cha và cảm ơn chị thì chúng ta thấy đấy chúa với đức mẹ chẳng bắt chúng ta như vậy đâu phải không nào à, nhưng mà đôi khi người ta làm điều đó là vì lòng tôn kính vì niềm tin thôi và chính những cái điều đó nó cũng củng cố đức tin lẫn cho nhau như chị nói đó nhiều khi muốn bỏ cuộc rồi nhưng mà nhìn thấy những người lớn tuổi hơn mình mà họ còn cố gắng hy sinh mà chẳng chi là mình thì đó là những cách mà chúng ta đang củng cố đức tin của nhau đó. Dạ dạ đúng dạ. rồi. Dạ con có chia sẻ như vậy thưa thưa cha. Dạ vâng cảm ơn chị. Thưa cha cho con hỏi kinh kính mừng có khởi đầu từ năm bao nhiêu và 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 giáo hội hay là một cộng đồng hay như nào để khởi xướng lên kinh kính mừng Dạ vâng cảm ơn chị nửa đoạn đầu của kinh kính mừng bắt đầu từ trong tân ước rồi ạ, <laughs> từ khi trước khi Chúa Giêsu sinh ra, bởi vì nửa phần đầu kinh kính mừng là gì? Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa trời ở cùng bà, bà có tức là có nghĩa là gì? Là lời chào của sứ thần Gabriel với đức mẹ Maria đó, có nghĩa là cái phần đầu của kinh đức kinh kính mừng là ở trong kiểu ước, là trong tân xin lỗi ở trong tân ước, trước khi Chúa Giêsu sinh ra, thế là lâu đời lắm rồi. Khi sứ thần truyền tin giới trinh nữ Maria kính chào bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ thì là câu gì? Câu của bà Elizabeth nói với Đức Mẹ. Khi Đức Mẹ đến thăm Elizabeth thì Elizabeth nói rằng đấy bà có phúc hơn mọi người phụ nữ và đứng bà kêu mang. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thế là cái nửa đoạn đầu kinh kinh kính mừng là nó từ trong Thánh Kinh Tân Ước trong tin mừng theo Thánh Luca. Đó. Một nửa là lời chào của sứ thần dành cho Đức Mẹ. Một nửa sau là lời chào của bà Elizabeth nói với Đức Mẹ. Đó. Thế là có từ lâu xa xưa rồi. Còn cái phần mà Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử Amen thì nó vào sau những thế kỷ sau này. Thời sau cả thời Trung Cổ nữa thì sau có thể nói rằng một thời gian dài để suy niệm cái mầu nhiệm của Chúa qua cuộc đời của Đức Mẹ ở cái phần nửa đầu của Kinh Kính Mừng đó thì giáo hội mới soạn thêm cái phần Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử Amen. Thì cái phần thứ hai này nó gần như là cái lời suy niệm của giáo hội, sự tin tưởng của giáo hội, phó thác của giáo hội vào lời cầu của Đức Mẹ sau nhiều thế kỷ đã suy niệm về cái những cái gì à, đã ở cái, cái phần đầu của kinh kính mừng đó. Ừ. Rồi còn những kinh sáng danh kinh đại cha thêm vào đó Có nghĩa là cái chuỗi mân côi của chúng ta đó mà được hoàn thiện cho tới ngày hôm nay thì nó phải kéo dài tới khoảng năm thế kỷ thứ 16, 17 thì nó mới trở thành những cái chuỗi mân côi. Còn trước đây thì nó có những phần nhỏ nhỏ rồi bắt đầu qua được giáo hội công nhận thêm thì bắt đầu có thêm kinh lạy cha vào kinh sáng danh vào và đặc biệt là cái kinh mà lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con đó thì là bắt đầu từ năm 1917 khi Đức Mẹ hiện ra tại Fatima với ba trẻ Đức mẹ đã dạy cho ba trẻ đập cái kinh đó Và yêu cầu chung với kinh mân côi Thì từ đó chúng ta lại có thêm cái kinh đó trong chuỗi mân côi nữa Dạ vâng Dạ vâng, con cảm ơn cha Dạ không có chi chị. Sao ở bên Thụy Sĩ rồi bên Đức hay bên Hòa Lan Có chỗ nào đã có dưng hoa chưa? Rưng rồi À đã rưng rồi phải không? Ừ, tốt lành Kiểu thấy Trời Dạ, dụ... ơi. dạ. À, Xin lỗi Ở trai cho con hỏi Ví dụ như trong một đoàn hành hương Tất cả mọi người đi hành hương Đức Mẹ Mà ai cũng thấy Đức Mẹ hiện ra trong đám mây hay sao đó Mà riêng mình mình không thấy Có phải là mình uh, kém Đức Tin hay là mình làm sao chứ <laughs> Cái đấy thì chắc là chỉ có Chúa mới biết thôi phải không nào ừ, có thể cũng có thể là mình còn thiếu đức tin hoặc là có cái gì đó mà uh, chúa sắp đặt như vậy thì mình cũng không không, không biết được Yeah. chứ còn cũng không có hoàn toàn là đổ là cho kém đức tin không đâu là bởi vì uh, chúng ta cũng thấy rằng uh, có nhiều người đã tốt lành thánh thiện đấy nhưng mà cũng đâu phải nhất thiết là họ uh, thấy những phép lạ đâu nhưng mà có những người thì họ sống rất bình thường nhưng họ lại thấy là cả, cả những phép lạ uh, tất nhiên là thường xảy ra với những người thánh thiện với những người có đức tin mạnh mẽ bởi vì như chúa giêsu đã nói rằng nếu mà đức tin của con chỉ bằng hạt cải thôi thì con có thể rời núi non này kia vân vân tức là đức tin cũng một phần nhưng mà có thiên chúa cũng có những ý định nhiệm màu của ngài nữa mà chúng ta không biết mà chúng ta chỉ biết được rằng thiên chúa thường mặc khải cho những người bé mọn hay nói cách khác là những người khiêm tốn và đức mẹ chúng ta thấy rằng khi đức mẹ hiện ra đâu cũng vậy hầu như đức mẹ toàn là hiện ra với những người khiêm tốn bé nhỏ chứ đức mẹ lại không thường hiện ra với những người gọi là tai to mặt lớn hay là những người trí thức có học chúng ta thấy là ví dụ như đức mẹ hiện ra với chị Bernadette thì cũng là một cô gái nghèo không biết chữ hay là ba đứa trẻ ở nông thôn ở Fatima hay là ông một người dân thổ dân thánh Juan Diego bên Mexico hay là đức mẹ hiện ra tại La Vang thì cũng là những người dân nông dân bình thường trốn chạy thế là thấy rằng thiên chúa cũng vậy và đức mẹ cũng vậy thường hiện ra và thường tỏ mình ra cho những người bé mọn mà chính Chúa Giêsu cũng vậy, Chúa Giêsu nói đấy, lại Cha Cha đã không uh, mặc khái cho những người nhà thông thái, những người này kia biết mà Chúa lại mặc khái cho những kẻ bé mọn để biết. Cho nên vì vậy mà Thánh Biển Đức con nhắc các đan sĩ đó là khi là một viện phụ đó là không những là mình chỉ hỏi ý kiến lắng nghe những người có học thức, những người có kinh nghiệm này kia đâu mà Thánh Biển Đức đặc biệt nói gì phải lắng nghe luôn cả những người nhỏ bé nhất trong cộng đoàn và Thánh nhân cũng trích cái câu nói đó là vì bởi vì Chúa thường mặc khải cho những kẻ bé mọn cho nên là phải luôn biết lắng nghe luôn cả những người bé nhỏ trong cộng đoàn những người trẻ nữa chứ đừng nghĩ là chỉ có ban cố vấn là chỉ có những người gọi là, là trí thức những người có học những người dày dặn kinh nghiệm này kia đâu mà phải lắng nghe luôn cả những người bé nhỏ nhất trong cộng đoàn với vì chúa thường mặc khải cho những kẻ bé mọn yeah. cảm ơn, ơn dạ. vâng. cha dạ thưa cha con là nhung có con, con, con muốn hỏi là À, lúc mà đức mẹ hiện ra đó thì đức mẹ mặc áo người ta có 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 diễn tả có có diễn à, người ta có có miêu tả đó là đức mẹ mặc cái này mặc cái kia thì con thấy ví dụ như đức mẹ Lô đức thì mặc đồ đó đức mẹ fatima mặc đồ đó đức mẹ lavan thì mặc đồ đó rồi đức mẹ sao con thấy cái đó là tưởng tượng của người mình hay là sao chứ? <laughs> Cảm ơn chị. À, đức mẹ cũng hay lắm, đức mẹ cũng gần như là nhập ra tùy tục đấy. Tức là có những lần đức mẹ hiện ra ở một cái nơi nào đó với một dân tộc nào đó thì đức mẹ hay là hiện ra với cái sắc phục với rác vắng và cái sắc phục của cái dân tộc đó. À, không phải là lần nào cũng vậy, à, nhưng mà ví dụ như đây là rõ ràng này. À, rõ ràng nhất là chúng ta thấy là Đức Mẹ hiện ra ở bên uh, ở bên Mexico, ở Đức Mẹ Guadalupe đó. Thì khi Đức Mẹ hiện ra cho cái người thổ dân đó ở bên Mexico thì rõ ràng là Đức Mẹ hiện ra như một thiếu nữ người thổ dân đang mang thai và ăn mặc như vậy. Cho nên khi Đức Mẹ hiện ra không phải là chỉ cho cái, cái thánh thánh uh, Juan Diego nhìn thấy đâu mà Đức Mẹ in cái hình của Đức Mẹ vào trên cái áo choàng của ông ấy cho nên cái áo choàng đó ngày hôm nay vẫn được giữ và được đặt ở trong cái lồng kính ở ngay cái đại cái đại vương cung thánh đường ở bên Mexico đó tôi được đến xem đó thì tất cả những cái tấm hình mà Đức mẹ Guadalupe là dựa vào cái tấm mà chính Đức mẹ đã hiện ra và in vào trên áo của ông ấy thì là rõ ràng à, hiện ra với một người thổ dân, Đức mẹ hiện ra với sắc bắc của một thiếu nữ người thổ dân đang mang thai như vậy. À, thế là chúng ta thấy là cái dấu chỉ đó rồi còn lại Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức là cũng do uh, các Thánh hoặc là ba trẻ diễn tả lại miêu tả lại Đức Mẹ hiện ra với cái giác vắng như thế nào đó để cho các họa sĩ vẽ cũng như chúng ta thấy tấm ảnh Lòng Chúa Thương Xót đó là cũng Chúa Giêsu trong một thị kiến đã cho Thánh Nữ Faustina nhìn thấy và yêu cầu Thánh Nữ Faustina vẽ cái tấm hình như vậy Thánh nữ Faustina đã miêu tả cho một họa sĩ những gì mà Thánh Nữ nhìn thấy để vẽ cái tấm hình đó thế là à, có những nơi là đức mẹ có hiện ra với cái giác vóng với là rác vo rồi với cái cái sắc và cái phục phẩm phục của cái dân tộc đó tuy nhiên không phải là như vậy như chúng thấy đức mẹ La Vang của chúng ta thì à, cái tượng đầu tiên mà đức mẹ La Vang thì không phải như chúng ta thấy mà bây giờ đức mẹ mẫu dài được khăn đống như bây giờ à, cái tượng đầu tiên thì là à, đức mẹ ngồi đó, rồi mặc như một người tây phương và bế chuối su ở trên đùi của đức mẹ thì đó là cái cái tượng đầu tiên của La Vang rồi sau này có thể là để mà gọi là à, à, đưa văn hóa vào trong tôn giáo thì người ta mới vẽ hình tượng đức mẹ như là một người phụ nữ việt nam mặc áo dài đội khăn đống thì cái này là những cái phát triển sau này à, thế là chúng ta có thể nói rằng có những lúc đức mẹ có hiện ra à, với giác vác của một người của cái vùng dân đó của dân tộc đó với quần áo như vậy và cũng có những lúc đức mẹ hiện ra như là một người phụ nữ của do thái hay một người phụ nữ tây phương rồi sau này một số các nhà họa sĩ hay nghệ nhân để đưa đức mẹ vào trong văn hóa của mình để gần gũi hơn với người dân thì đã vẽ hoặc là tạc tượng đức mẹ mặc những cái sắc phục của cái dân tộc quốc gia đó yeah. Tôi xin trao cho con trở lại một chút xíu thì cái khúc đầu chân nói về đức mẹ Đùng trinh ấy, yeah. thì cho con nhắc lại là có thế là cái người tiên lành ấy, thì họ hay nói mình nhá, đức mẹ còn có nhiều ở đức giêsu còn có nhiều anh em thì con nghĩ là trong vấn đề mà sách phúc âm thì biết là anh em thôi nhưng mà thực, thực sự ra thì đó là dịch ra của những người mà á châu mình người việt nam thì nói là uh, anh em con cháu con chú con bác hay anh em họ nhưng mà những người tiên lành họ nói đức giêsu có anh em nữa tất nhiên là không phải đức mẹ có một mình đức chúa giêsu nhưng mà theo như con nghĩ là phúc âm họ của giống phúc âm bình người tiên lành đó thì con thấy là khi đức chúa giêsu trước khi sinh thì đó thì chúa đã nói với đức thánh gioan này là mẹ con đây là con của mẹ thì con nghĩ rằng cái câu nói này khẳng định đức chúa giêsu nói rõ ràng là không một người nào khác ngoài đức thánh gioan để giao cho đức đức mẹ giao cho thánh gioan để chăm sóc thì con đó con nghĩ câu đó người tiên lành họ phải hiểu rằng thật sự ra thì đâu có phải là chúa giêsu anh em khác đâu nếu có thì tại sao không giao cho người khác lại trao cho anh ý của con, con nghĩ cho, cho nghĩ sao? vâng cảm ơn anh à, chúng ta thấy rất là rõ ràng cái sự khác biệt là gì là đối với giáo hội công giáo thì chúng ta tin vào thánh kinh và thánh truyền còn anh chị em tin lành thì họ chỉ tin vào thánh kinh thôi mà họ không tin vào thánh truyền hay nói cái khác đó là người công giáo chúng ta khiến ta đọc thánh kinh đó là chúng ta đọc thánh kinh và hiểu theo hiểu theo dưới sự hướng dẫn của các thánh tông đồ, của các thánh giáo phụ. Có nghĩa là có một cái truyền thống để hiểu thánh kinh. Và thánh truyền là gì? Thánh truyền là những lời dạy của Chúa Giêsu là những việc làm của Chúa Giêsu mà không được ghi chép ở trong thánh kinh. Thì gọi là thánh truyền, được truyền miệng từ thời các thánh tông đồ cho đến bây giờ. Thánh kinh thì là viết xuống, còn thánh truyền là truyền miệng, truyền khẩu. Cho nên chúng ta thấy vì để cho cái sự truyền khẩu, truyền miệng đó nó được chính xác đó, Giáo hội phải rất cẩn thận để giữ cái truyền thống từ thế kỷ thứ nhất cho đến bây giờ chân không có dễ thay đổi được lịch lạc được chân việc học giáo lý rất là quan trọng còn anh chị em tin lành đó thì họ chỉ giữ vào thánh kinh cho họ không có thánh truyền vì vậy khi họ đọc thánh kinh đó thì có nghĩa là họ đọc và họ hiểu làm sao họ hiểu thôi mà như vậy thì rất nguy hiểm bởi vì sao chính Giaêsu cũng nói là gì nhiều lời chúa xu dạng dáng dạy cho các tông đồ nhiều việc chúa xu làm mà các tông đồ, đồ không có hiểu chúa xu nói là gì những việc thầy làm bây giờ chúng con không hiểu nhưng mà sau này chúng con sẽ hiểu và chúa xu nói là gì thầy sẽ sai thánh thần của thầy đến và ngài sẽ giúp chúng con nhớ lại những gì mà thầy đã dạy và hiểu những gì thầy đã dạy tức là có nhiều việc các tông đồ khi chúa dạy khi chúa làm trước mắt các ông, các ông không hề hiểu được cả mà sau này khi chúa xu chết sống lại lên trời rồi với sự soi sáng của chúa Anh thần họ mới nhớ lại và họ mới hiểu được lại chúng ta thấy một cái câu chuyện rất rõ ràng là trong uh, câu chuyện uh, trên đường em mau đấy nào hai người môn đệ trên đường em mau đó thế là suốt dọc đường các ông nói vậy rồi chúa mới từ từ giải thích nhắc lại cho các thánh kinh cho các ông thì các ông mới khi mà chú biến đi rồi các ông nói thì ô chúng ta không nhớ là gì là khi ngài giải thích thánh kinh ta lòng chúng ta cũng được đốn lóc đến hay sao thế nào đó là cái việc cho nên giáo hội công giáo ta có thể tạm dịch như thế này là chúng ta đọc thánh kinh như là một cái đứa trẻ ngồi ở bên trong lòng của một bà cụ già để giải thích cho chúng ta, giúp chúng ta hiểu thánh kinh. Chúng ta như một cái đứa trẻ ngồi trong lòng của bà cụ già, à, bà cụ già giáo hội đấy bà cụ già thánh truyền của giáo hội đấy chỉ dạy chúng ta hiểu thánh kinh. Đó. còn người tin lành thì họ đọc như là một người gọi là họ cho như họ đã là trưởng thành rồi, họ không đọc một bà già nào các họ tự đọc tự hiểu mà thôi và chính tự đọc tự hiểu đó cho nên vì vậy mà nó không có một cái cái thánh truyền giữ lại cho nên việc các anh chị em tin lành họ dễ dàng bị chia thành nhiều cái giáo phái khác nhau là bởi vì nhóm này đang dạy như vậy rồi tự nhiên có một hai người lại nghĩ rằng cái điều này mới họ lại tách ra một nhóm mới tách ra một nhóm thế chúng ta mới thấy rằng trên thế giới ngày hôm nay là có ít nhất là tới hơn 200 các các nhánh anh chị em tin lành khác nhau thì công giáo của chúng ta chỉ chỉ có một thôi chỉ có một thôi giáo hội duy nhất thánh thiện công giáo và tông truyền đó, tức là cái sự khác biệt đó thì chúng ta thấy rõ ràng rồi dạ. Con thấy rằng khi mà Chúa nói với con, ý của con là Cái người tin lành họ cũng cùng phúc âm như mình Họ cũng nghe Chúa Sư nói câu cuối cùng như vậy Nhưng mà họ Nếu hiểu khác mình Chúa... dạ. Nhưng mà họ hiểu khác mình anh Như tôi nói đó vâng. Mình là người công giáo thì mình hiểu theo thánh truyền Và theo lời giáo hội hướng dẫn chúng ta hiểu Quan trọng tiên lành họ không hiểu theo cửa đó Họ hiểu theo kiểu riêng của họ Cho cái hiểu của họ nó sẽ khác Thánh kinh thì giống chúng ta nhưng mà khi hiểu thì khác. Cái cách vâng, thì cách giải thích cũng có thể họ cũng nói dạ, vâng. Chúa Giêsu nói như vậy, tức Chúa khẳng định là không có dạ, vâng. người anh em nào. Thì, thì cái chuyện người công thì giáo chúng ta thì để chấp nhận rồi đúng, anh nói không có sai. Thì cái chuyện người công giáo ta đã được chỉ dạy như vậy và chúng ta dựa theo thánh truyền, dựa theo lời của các giáo phụ vân vân thì cái chuyện đó là đúng ta thì không có vấn đề nhưng mà như tôi nói đó là quý anh chị em tin lành họ không có không có thánh truyền, họ không tin vào thánh truyền. Cho nên vì vậy mà họ không hiểu như chúng ta hiểu. vâng, vâng tôi có ai, cha. dạ vâng không có sao đây dạ có ai giơ tay nữa thì à, cha ơi, cho con hỏi một câu hỏi ngoài chủ đề đức mẹ đúng không cha vâng chị có hỏi thì à, cha ơi, mỗi lần mà máu thánh generous hóa lỏng thì chuyện gì sẽ xảy ra mà sao con thấy cứ mỗi lần hóa lỏng là báo đài đưa tin dữ vậy cha à, à, thứ nhất đó là thứ nhất đó là một cái phép lạ phải nói là một cái phép lạ rất là kỳ diệu là bởi vì máu khô như vậy nhưng mà mỗi năm thì là tới ngày lễ nhớ của thánh nhân thì cái máu khô đó lại hóa lỏng lại. Và đây là không nhất thiết là một cái niềm tin mà đó là một cái mà người ta quan sát thấy là năm nào mà khi mà máu của ngài không có hóa lỏng đó thì thông thường hay có những cái tai nạn thiên nhiên nó xảy ra. Đó không phải là một cái điều mà chúng giáo hội dạy buộc chúng ta phải tin, nhưng mà là bao nhiêu năm nay nhiều thế kỷ rồi người ta quan sát thì người ta thấy rằng cứ năm nào mà máu của Ngài hóa lỏng thì mọi sự tương đối là bình thường ổn định. Còn năm nào không có xảy ra đó thì thông thường hay có những cái thiên tai đi kèm hay là có những tai nạn gì đó là do cái sự quan sát của con người từ lâu đời họ thấy như vậy thì họ nghĩ như vậy thôi. Chứ còn giáo hội có buộc phải tin không thì giáo hội không buộc phải tin. Nó không phải về tiến lý mà nó cũng không phải là cái gì mà chúng ta phải quan tâm về vấn đề đức tin nhưng mà chẳng qua là đó là cái sự quan sát của người dân địa phương nhiều thế kỷ qua thì họ thấy như vậy thôi yeah. còn cái chuyện mà tại sao báo chí nói nhiều là bởi vì rất là lạ cứ mỗi năm cứ tới lễ kê nhớ của ngài thì máu khô lại trở thành nước trở lại rồi sau đó lại trở khô trở lại dạ dạ cảm ơn chị vâng cảm ơn chị à, cho nên chúng ta có một lòng tôn kính đức mẹ đặc biệt cái điều đó rất là quý à, vì vậy mà tôi cũng muốn nhân cơ hội chúng ta cùng nhau À, học hỏi thêm về đức mẹ à, học hỏi một cách có nền tảng để chúng ta phân biệt được ra sự tôn thờ tôn kính và tôn kính đặc, đặc biệt như thế nào và lòng tôn kính đức mẹ của chúng ta được bắt nguồn từ đâu bắt nguồn từ kiểu ước bắt nguồn từ tân ước bắt nguồn từ, các, từ những giáo hội thời sơ khai như thế nào rồi được phát triển qua các thánh qua các giáo phụ như thế nào cho tới ngày hôm nay rồi chúng ta cũng thấy rằng tại sao mà đức mẹ cần được và đáng được tôn kính một cách đặc biệt với những lý do như thế nào Thế là tôi muốn chia sẻ để chúng ta có một cái nền tảng uh, cho cái sự tôn kính của chúng ta à, và có lẽ trong tương lai một lúc nào đó thì chúng ta sẽ cùng nhau học về bốn uh, tín điều của đức mẹ về đức mẹ uh, đức mẹ là mẹ thiên chúa đức mẹ đồng trinh trọn đời uh, đức mẹ vô nhiễm nguyên tội và đức mẹ hồn sắc lên trời thế là nói về đức mẹ thì giáo hội chỉ buộc chúng ta bốn điều phải tin như vậy thôi còn lại chuyện đức mẹ hiện ra ở đâu đức mẹ nói đâu những mặt khải riêng vân vân thì chúng ta không buộc phải tin nếu mà buộc phải tin về đức mẹ thì có bốn tín điều đức mẹ là mẹ thiên chúa, đức mẹ đồng trinh trọn đời, đức mẹ vô nhiễm nguyên tội và đức mẹ lên trời cả hồn lẫn xác, thì đây là bốn tín điều đã là người công giáo thì buộc phải tin, không tin không được. À, thì có lẽ một cái thời điểm nào thuận tiện thì chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi về bốn cái tín điều đó. Yeah. chùa cùng anh chị em. Và ở cùng. Ừ. Ừ. Xin Thiên Chúa Toàn Năng là Cha và Con và Thánh Thần chúc lành cho anh chị em. À. À, kính chào Cha, kính chào quý ông và anh chị em. Chúc mọi người một đêm an lành và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần tới.